quý vị đã từng dùng qua và yêu thích sữa ông chúa số 63 của công ty Nutrition Depot. Hôm nay, Kỳ Duyên xin giới thiệu đến quý vị sữa ông chúa số 63.1, cũng bao gồm tất cả các chất bổ dưỡng của số 63, cộng thêm mười mấy loại dược thảo tinh quý khác như sâm, nhung, nấm linh chi, phấn hoa, noni, v.v. Có công dụng giúp ngủ ngon, giúp cho trắng da, mịn da, giúp làm tan biến các vết nám, vết nhăn trên da mặt, giúp cho bớt mụn và tàn nhang. Ngoài ra, nhiều người sau khi uống sữa ông chúa số 63.1 cũng thấy mình bớt bị rụng tóc và đôi khi tóc còn mọc trở lại. Bấy lâu nay, hàng ngàn người đã uống qua sữa ông chúa số 63.1 với kết quả thật tuyệt vời. Kính thưa quý vị, cái đặc biệt của sữa ông chúa số 63.1 là không những nó giúp cho những người có làn da xấu trở nên đẹp ra, mà nó còn có thể giúp cho những người đã có làn da đẹp rồi trở nên đẹp hơn trước nữa. Em thưa quý vị, đây xin mời quý vị gặp gỡ cô Leah Ramos. Please meet Miss Leah Ramos, cô hoa hậu 2006 Miss Universe of Philippines. How are you? Hi, I'm good. Yes. Nice to see you again. It's nice to see you again. Yes. So, tell me, you've been using this for I say a month and a half or two about that? A month and a half. Yeah. So, what honestly, how do you feel about it, and what has it done for you? Well, actually, to be honest, at first I wasn't that, you know, convinced that I would get results fast. Right. And especially because your skin is so beautiful already, it would be hard to tell, I think. I suppose so, and because when you're an Asian and you're still young, your skin is quite firm and you age really slow. But actually, after taking it for a month, you can actually feel a difference. When I touched my skin, I felt it softer and firmer even. Oh, wow. When I put my creams or when I do my makeup, I can actually feel a lot of difference. Wow. And I really had a problem with sleeping. Okay. And at first that was the first result that I was looking into. Right. I wanted to sleep better. I wanted to rest even better at night. And after a while, actually, if you take it regularly, you would see a huge difference. I started getting better sleep. The quality of my sleep got better. Well, Leah, thank you so much for coming down. Thank you. I hope that maybe somehow after this, you can help introduce this royal jelly to the Philippines, because I think that everyone needs to be more beautiful, and especially over there, the sun is very harsh. So. Yes, and if I may add this, I just saw my aunts last Saturday, like three of them, and the first reaction they told me when they saw me was, "You look so much younger." Wow! And it was, you know, it was a really sincere comment from them, and you know, all I could think of was the royal jelly because that was the only thing I was taking. Qua những lời chia sẻ vừa rồi cho thấy sự hiệu nghiệm lạ lùng của sữa ông chúa số 63.1 của công ty Nutrition Depot. Để khỏi nhầm lẫn và để bảo đảm hiệu quả tuyệt vời, quý vị nhớ đòi cho được sữa ông chúa chính hiệu của công ty Nutrition Depot với con số 63.1 in bên ngoài hũ thuốc. Mỗi hũ 60 viên, $36, ngày uống một viên cho nên một hũ uống được tới 2 tháng. Kính thưa quý vị, hiện nay công ty Nutrition Depot đang có một chương trình rất đặc biệt cho khách hàng. Đó là chương trình tặng free sample hũ 10 viên thuốc sữa ông chúa số 63.1 để quý vị dùng thử xem có công hiệu hay không trước khi mua. Xin lưu ý, free sample này chỉ có tại công ty Nutrition Depot mà thôi, chứ không có tại các đại lý trong vùng. Nếu muốn có free hũ 10 viên sữa ông chúa số 63.1, xin quý vị chỉ cần gọi cho công ty Nutrition Depot số điện thoại miễn phí 1-800-501-6058. Chúng tôi sẽ gửi một hũ 10 viên đến tận nhà quý vị hoàn toàn miễn phí. Cũng xin lưu ý, mỗi địa chỉ nhà chỉ nhận được tối đa một lần free sample mà thôi. Có nghĩa là chúng tôi không thể gửi sample nhiều lần đến cùng một địa chỉ được. Xin quý vị thông cảm cho. Một lần nữa, nếu quý vị muốn có được free một hũ 10 viên sữa ông chúa số 63.1 của công ty Nutrition Depot, xin quý vị gọi ngay cho chúng tôi số điện thoại miễn phí 1-800-501-6058 1-800-501-6058.